The Floor Is Wet, Bất Thường Gaming xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái tựa game. Nếu mà dịch ra tiếng Việt thì nó sẽ có ý nghĩa là cái sàn bị ướt các bạn ơi. Nhưng mà cái chỗ này thì cái âm thanh của nó bị cái quái quỷ gì mà nó rất ồn. Mình cũng không rõ đây là game gì, mình chưa đọc cốt truyện các bạn ơi. Cho nên là thôi chúng ta sẽ phản vào nhé. Mình thấy cái tựa này là mình đã chấm điểm ok rồi. Mình rất thích những cái tựa mà nó kiểu như thế này các bạn ơi. Nó đơn giản dễ hiểu. Tựa cái sàn bị ướt thôi. Quá đơn giản dễ hiểu luôn. Rồi, có vẻ như là mình làm người lao sàn rồi các bạn ơi. Giả lập làm người lao sàn rồi. Ok, gọi lao sàn đúng không? Đó. Ủa các bạn tái hiện rất là chân thực. Cái quái quỷ vậy đó, nó bắt mình lao sàn ở một cái hiện trường vụ án nha. Rồi xong, hỗn nạn thân mình rồi các bạn ơi. Đùa nhau à, mình tưởng là sàn nhà bị ướt thôi. Nhưng mà không ngờ nó bắt mình lao sàn ở một cái hiện trường vụ án. Thế có khổ thân mình không? Mình có nghe cái câu nói này nhá, là hung thủ rất có thể sẽ quay trở lại cái hiện trường. Đã vậy mình còn lao cái thứ mà trông giống như là cái gì đó màu đỏ đỏ các bạn ơi. Chắc chắn đây không phải là nước bình thường rồi. Mình là nhân viên của một cái nơi mà kiểu như là dọn hiện trường vụ án hay sao các bạn. Lẽ ra là mình phải đi chung với ai đó chứ. Làm sao có thể đi một mình như thế này được. Âm thanh gì thế? Có âm thanh gì không? Rồi mình có thể chạy được là như thế nào các bạn? Mình có thể chạy được, tức là phải có cái gì đó đuổi theo mình thì mình mới chạy được đúng không? Lúc đầu còn vui mừng, cầm cái cây lau nhà bảo là tái hiện rất là chân thực, nhưng mà bây giờ mình chẳng thấy vui một chút nào cả. Sao một cái vết bẩn này lau mãi không sạch thế? Game không thật nhé. Lao mãi mà một cái vết bẩn vẫn chưa sạch. Để mình nghi ngờ là cái này là cái gì rồi các bạn ơi. À, sạch rồi. Đừng có cái gì xuất hiện ở đây nhá. Làm ơn đấy, để tôi chỉ là một cái người lao công, một cái người dọn hiện trường vụ án một cách bình thường thôi. Tôi không phải là hung thủ, cũng không phải là nạn nhân. Hiểu chưa? Cái tiếng gì thế? Cái âm thanh gì mà nghe có vẻ ghê rợn thế? Đứa nào đó đã đập vào cái chỗ này à? Không biết đó là gì nữa các bạn, tối quá. Nhân viên lao công thì chắc là không mang theo đèn pin rồi. Mình nghĩ thế. Nhưng mà mình có mang theo cái cây lau nhà nhá. Thằng nào... là cái con nào mà xuất hiện ở chỗ này là mình sẽ cầm cái cây lau nhà mình gõ nó. Quả ngon các bạn, có một cái quả cây lau nhà trong chất lượng như thế này thì mình nghĩ là chắc là không có hung thủ nào tấn công được mình đâu. Rồi, mình đã hoàn thành công việc rồi. Mình đi về thôi các bạn ơi. Mình chẳng có muốn ở trở lại chỗ này nữa đâu. Chạy thôi. Thang máy ở phía trước rồi các bạn ơi, mình đã được cứu. Tiếng gì thế? Ơ, by ending. Thế được tự là được thoát rồi. Game này còn nhiều ending. Mà các bạn cũng biết rồi, mình một khi đã chơi là mình phải chơi cho hết ending. Hello, thanks for accepting our request. Your cleaning company có kiếp qua cái đại này không? Rồi, cứ coi như đây là ngày thứ hai mình đến hiện trường đi. Nó bảo kiểu như là chỗ này đã được gọi là phong tỏa điều tra hết rồi đúng không? Cho nên nó bảo mình đừng lo hay gì đó. Hồi nãy là mình nghe thấy có tiếng động rồi nhưng mà mình không quay lại các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ quay lại này. Game này nói chung là nó cũng tốt bụng ở chỗ là nó cho mình kiểu như là làm xong công việc của mình rồi, mình có quyền lựa chọn đi về các bạn ơi, không ở lại thêm nữa. Mình nghĩ đó chính là cái kết hạnh phúc nhất rồi. Những cái kết còn lại thì sẽ như thế nào đây? Rồi lao nhanh thôi nhá. Ở sau lưng này cái vết hồi nãy mình thấy lao khá là nhanh, nhưng mà cái vết này thì lại lao chậm là như thế nào? Game lỗi nhá. Game lỗi rồi các bạn ơi. Buồn thế. À rồi. Ở mình thử đi lòng vòng xem. Đi lòng vòng nó nhanh hơn các bạn. Nhưng mà cái này thì lại đứng yên nó lao nhanh hơn. Rồi ở trong kia còn hai vết nữa là xong rồi các bạn. Mình nghe thấy có tiếng đập đập ấy. Mình nghĩ là hồi nãy là có cái gì đó. Cái cửa đó chắc là nó đã rơi ra hay sao ấy. Ở đây có một cái cửa khác nữa. Không biết là chỗ này là chỗ gì vậy. Rồi, bây giờ mình chạy ra ngoài thôi. Đấy, và mình nghe thấy có cái tiếng động lạ. Thanh niên kia đã bảo là mình về đi. Nhưng mà như những cái nhân vật chính ở trong những bộ phim kinh dị khác, thì mình là một cái thằng rất là tò mò. Cái chuyện không liên quan, nghe thấy tiếng động là bước tới, giống như là thiêu thân tìm thấy ánh sáng. Tiếng gì đây? Hết cả hồn. Thế là mình ngợm rồi hả? Chuyện gì vừa xảy ra với mình đấy? Chả thể hiểu được. All right, your job is done. Thank you. You will be paid on the upper floor, so please follow back to the elevator and get up. Rồi, mình đã quay lại rồi các bạn ơi. Thật ra là có chuyện gì đã xảy ra hồi nãy thế. Hồi nãy là có chuyện gì xảy ra thế. Mình muốn biết chuyện gì xảy ra với mình hồi nãy các bạn ơi. Con số của mình các bạn. Con số của mình kìa. Hóa là con số của mình các bạn. Ra là như vậy. Game này rất là khó hiểu nhá. Mình vẫn là bị cái ending thứ 3, làm thế nào để ending thứ 2 đây? A few moments later. All right, your job is done. Thank rồi. You will be paid on the upper floor, so please follow back to the elevator. Cái gì hóa ra con số của mình các bạn ơi. Mình nói thật là mình thấy con số của mình nhiều lắm rồi, cho nên là mình không thể nào bất ngờ được thêm nữa luôn. Đi đâu cũng có vẻ như là gặp con số của mình cả. Đến chiều luôn các bạn ơi. Đây, chuẩn bị á. Đấy, con số của mình kìa các bạn ơi. Đây phải con số của mình chứ là cái gì. Đấy các bạn, con số của mình chứ là cái gì nữa. Các bạn có thấy gì không? Mình trở thành một cái kẻ lao công rất là tài ba. Không cần phải đặt cái dẻ lên, không cần phải đặt cái chổi lên, thì mình vẫn có thể lao được cái vết bẩn dính trên sàn. Đấy là những cái gì mà mình đã đạt được sau khi cố gắng tìm kiếm cái ending thứ 2. Thứ mình cần làm bây giờ là xóa sổ đi những cái vết bẩn, trong khi phải chạy trốn khỏi cái con số khốn nạn của mình. Mình đến chiều con game thì thôi các bạn ơi. Rồi đây. Không được rồi, rất là bực các bạn ơi. Rõ đây là mình có thể lao một cách rất là tài ba, nhưng mà không hiểu sau khi cái con sứa của mình xuất hiện thì mình trở nên rất là ngu. Chán thế không biết. Rồi, kỳ này là phải lao cho bằng được các bạn.